Một, 12 lời khuyên có thể sẽ giúp bạn thay đổi cuộc đời. Niềm hạnh phúc hay bất hạnh của con người không phụ thuộc vào số tiền họ có. Nếu số dư trong tài khoản tiết kiệm của bạn là thước đo hạnh phúc thì mọi việc đơn giản biết mấy. Tuy nhiên thực tế thì không chỉ có vậy. Kodo Sawaki Goji 1880-1965 hay còn gọi là Cô Kodo Kẻ Không Nhà được biết đến là một trong những vị thiền sư Nhật Bản có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Trong suốt cuộc đời mình, thiền sư Sawaki đã để lại cho thế hệ sau này rất nhiều lời khuyên sâu sắc. Mồ côi từ nhỏ, Sawaki xuất gia vào năm 16 tuổi. Không lâu sau khi thọ giới, ông được đưa vào quân đội Hoàng gia Nhật Bản và phục vụ trong cuộc chiến Nga-Nhật từ năm 1904 đến 1905. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông trở lại nghiên cứu về thiền. Tuy nhiên, Sawaki không giống những vị trụ trì truyền thống khác thay vì quản lý các đền thờ, ông lại đi vân du khắp đất nước Nhật Bản để dạy thiền. Những lời khuyên của Sawaki đã được các được các môn sinh tập hợp lại thành cuốn sách có tựa đề là gửi bạn và được người kế nhiệm của ông là Uchi Amarohi biên soạn. Những lời khuyên ngắn gọn của thiền sư Sawaki cũng đã mang đến cho con người, đặc biệt con người trong xã hội hiện đại một con đường tìm về với bình yên và thanh tịnh. Dưới đây là 12 lời nhắn nhủ rất sâu sắc của thiền sư. Một, gửi tới những người bắt đầu biết suy ngẫm về cuộc sống. Tại một số nơi ở Mãn Châu, người ta thường dùng những chú chó to lớn để kéo xe. Người đánh xe vác một chiếc xà ít rồi treo một miếng thịt trước mũi của chú chó và chú ta không ngừng chạy đuổi theo miếng thịt. Dĩ nhiên là chú chó không bao giờ viết tới. Chú chó chỉ được ăn miếng thịt khi đã về tới đích. Và chỉ trong một cái chớp mắt, chú đã nuốt chừng miếng thịt. Đối với những người làm công ăn lương cũng tương tự như vậy họ chạy theo đồng lương từ đầu tháng đến cuối tháng và khi được lĩnh lương họ chi tiêu tất cả vào các vấn đề như mua sắm giải trí đi lại ăn uống rồi họ lại sẵn sàng chạy cho kỳ lương kế tiếp những chú chó không thể nhìn ra thực tế rằng miếng thịt sẽ không bao giờ chạm mũi của mình và con người cũng thường không nhìn thấy bức tranh toàn cảnh câu hỏi đặt ra là tại sao bạn phải lao tâm khổ tứ đến như vậy nếu không cẩn thận bạn có thể sẽ mất cả cuộc đời để chờ đợi hoàn thành những điều bình thường nhất. Nếu bạn luôn luôn chỉ nhìn tới những lợi ích nhỏ bé trước mắt, bạn có thể sẽ đánh mất những cơ hội quý giá và có ý nghĩa đối với sinh mệnh chân chính của mình. 2. Gửi tới những người không ngừng lo lắng về cách người khác đánh giá bản thân mình. Bạn không thể trao đổi bất cứ điều gì với bất kỳ ai. Mỗi người trong chúng ta phải sống cuộc đời của chính mình. Đừng lãng phí thời gian để đánh giá xem ai là người tài giỏi nhất. Đôi mắt không nói, chúng tôi thấp hơn, nhưng chúng tôi thấy nhiều hơn. Chân mày không trả lời, đúng. Chúng tôi không nhìn thấy gì nhưng chúng tôi ở cao hơn. Mũi không thể thay thế mắt cũng như miệng không thể thay thế tai. Mọi thứ đều có sứ mệnh riêng của mình và không điều gì có thể thay thế. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là sống xứng đáng với những gì đã được trao tặng, vận dụng thật tốt những thứ đó để hoàn thành sứ mệnh trong đời của mình. Ba gửi tới những người đang mệt mỏi vì những mâu thuẫn với người bạn đời của mình điều thực sự quan trọng không phải tìm ra ai đúng ai sai bởi thực sự không có điều gì tuyệt đối trên đời chẳng qua là các bạn đang đứng ở các quan điểm khác nhau để nhìn nhận đối phương tất cả bắt đầu khi bạn nói tôi những điều tiếp theo đều là huyễn tưởng bạn dấu có lý cũng cần biết bao dung người khác bạn dấu thẳng thắn đến đâu cũng cần giữ một tâm thái bình hòa và nếu tấm lòng đủ bao dung đúng sai sẽ không còn tuyệt đối. Đừng cố gắng trở thành người đặc biệt hãy là chính bạn. Hãy học cách kiềm chế. Hãy ngồi xuống và nhắm mắt lại. 4. Gửi tới những người nghĩ rằng làm giống người khác thì sẽ có lợi. Bạn luôn luôn muốn bắt chước người khác. Nếu họ ăn khoai tây chiên, bạn cũng muốn ăn khoai tây chiên. Nếu ai đó ăn kẹo, bạn cũng muốn có một thanh kẹo ngậm cả ngày. Nếu thấy một đứa trẻ nào đó đang thổi còi, bạn cũng kêu đòi mẹ mua còi cho con đi. điều này không chỉ xảy ra với con trẻ. khi mùa xuân tới, bạn để những bông hoa thơm ngát, những chồi non mới nhú cuốn cả tâm trí của mình. khi mùa thu tới, bạn mải miết chạy theo những tán lá vàng và không gian lãng mạn. ai cũng muốn chờ đợi điều gì đó để theo đuổi. nếu một cá nhân không lý trí mà theo đuổi một điều gì đó tới mức cực đoan điều đó cũng không gây nên ảnh hưởng nghiêm trọng tới xã hội. Nhưng khi những người như vậy tụ họp thành một nhóm, sự cuồng điên của họ sẽ dẫn tới hỗn loạn trong xã hội và nguy hiểm hơn nữa khi nó trở thành trào lưu. Điều quan trọng chính là bạn có thể nhận thức rõ ràng về bản thân mình và thức tỉnh khỏi giấc mộng đảo điên đó. Hãy rời xa những điều tiêu cực cảm tính, tự bước đi trên đôi chân của mình và thực hành thiền định một cách chân chính. Năm gửi tới những người chỉ luôn nghĩ đến tiền niềm hạnh phúc hay bất hạnh của con người không phụ thuộc vào số tiền họ có nếu số dư trong tài khoản tiết kiệm của bạn là thước đo hạnh phúc thì mọi việc đơn giản biết mấy tuy nhiên thực tế thì không chỉ có vậy đừng quá bất lực khi nghĩ rằng bạn cần tiền để sống trong thế giới này bạn có thể sống một cuộc sống tốt đẹp mà không cần đến sổ tiết kiệm một số người nghĩ rằng họ quan trọng vì họ có tiền một số khác nghĩ rằng họ quan trọng vì họ đã giác ngộ. Tuy nhiên, cho dù bạn có thổi phồng lớp da thịt này của mình lên bao nhiêu, bạn cũng không thể biến mình thành gì cả. Những gì không thuộc về bạn tràn đầy trong vũ trụ. Khi những tư tưởng cá nhân cố hữu của bạn kết thúc cũng là lúc Phật pháp hiển hiện. 6. Gửi tới những người truy cầu lợi, tình, địa vị, danh vọng, chỉ biết chăm chút cho ngoại hình của mình chính là mê muội. Những người trí huệ sẽ nói, cho dù có bất kể điều gì xảy ra, tôi vẫn là chính tôi. Một lần trong khi tham gia chiến đấu trong cuộc chiến giữa nước Nhật và Nga, tôi đã viếng thăm một mỏ than, mặc trang phục giống như các thợ mỏ. Tôi đã vào thang máy và xuống dưới cùng họ. Mỗi lần chúng tôi đi xuống thì dường như bất chợt lại cảm thấy đang đi lên. Nhưng khi nhìn vào chiếc đèn tường, tôi thấy chúng tôi vẫn đang đi xuống. Ban đầu khi chúng tôi tăng tốc đi xuống, Tôi thực sự thấy mình quả thực đang đi xuống. Tới khi chúng tôi thay đổi tốc độ, chúng tôi dường như lại đang đi lên một lần nữa. Tương tự như vậy, khi chúng ta suy ngẫm về cuộc sống, chúng ta luôn sai lầm khi nhầm lẫn giữa sự dao động với tổng số. Không truy cầu bất kỳ điều gì chính là món quà tuyệt vời nhất mà bạn gửi tặng cho vũ trụ. 7. Gửi tới những người muốn thấy kẻ thù của mình thất bại chúng ta thường tự so sánh mình với người khác để tìm ra ai là kẻ hơn nhưng chẳng phải tất cả chúng ta đều được tạo ra từ một nắm đất hay sao mỗi chúng ta nên ngồi vững chắc tại nơi thuộc về mình và đừng bao giờ cố gắng để trở thành kẻ mạnh hơn người giàu có hơn bởi vì cái hơn đó vốn chỉ tồn tại trong tâm trí chúng ta mà thôi sẽ là điều vô cùng ngớ ngẩn nếu bạn nghĩ rằng cuộc sống hiển nhiên là có bạn và những người khác bạn làm mọi việc để trở nên nổi bật giữa đám đông nhưng trên thực tế thì chẳng hề có bạn hay những người khác hơn nữa chẳng có danh giới nào giữa bạn và tôi cả tuy nhiên đến một lúc nào đó chúng ta vẫn sẽ hành xử như thể giữa bạn và kẻ thù có đường biên giới nhất định khi chúng ta quen dần với điều đó chúng ta tin rằng danh giới này thực sự hiện hữu giàu và nghèo quan trọng và không quan trọng chẳng có gì là thực sự hiện hữu và cũng chẳng có gì là tuyệt đối chúng chỉ như những ánh sáng lấp lánh trên đầu con sóng, như trăng trên mặt hồ mà thôi. 8. Gửi tới những người đang đau khổ vì bị lừa gạt. Tất cả con người trên thế gian đều nhầm lẫn trong nhận thức. Xem hạnh phúc là cái mang đến bất hạnh và than khóc vì một bất hạnh không phải là bất hạnh. Chúng ta đều biết một đứa trẻ đang khóc có thể trở nên vui vẻ ngay lập tức khi nhận được một chiếc bánh. Những gì mà chúng ta coi là hạnh phúc cũng không nhiều hơn thế. Đôi lúc bạn cần tự tác vào mặt mình và tự vấn một cách nghiêm túc, liệu được và mất có thực sự khiến bạn hạnh phúc hay thống khổ như vậy không? Sớm hay muộn, tất cả mọi người cũng sẽ chỉ nghĩ cho riêng mình. Bạn cho rằng thật là tốt quá, nhưng cái gì tốt và tốt ở đâu? Điều đó chỉ tốt cho mình cá nhân bạn thôi. Kẻ ôm giữ nhiều ham muốn rất dễ bị lường gạt. Ngược lại, ngay cả những kẻ lừa phỉnh giỏi nhất cũng chẳng mong kiếm được chút lợi gì từ những người không có ham muốn. 9. Gửi tới những người đang lận đận trên con đường công danh, cho đến lúc bạn nhắm mắt xuôi tay và nhìn lại cuộc đời của chính mình, bạn sẽ thấy rằng những thứ này chẳng đáng chi. May mắn hay bất hạnh, tốt hay xấu tất cả đều không giống như những gì đôi mắt bạn nhìn thấy, không giống như những gì bạn suy nghĩ và cảm nhận. Chúng ta phải vượt ra khỏi may mắn và bất hạnh, tốt và xấu. Thực chất, chúng chỉ là những khái niệm mà con người tự đặt ra cho mình. Thống khổ lớn nhất chính là thống khổ do chính chúng ta tạo ra. 10. Gửi tới những người luôn phàn nàn rằng mình không có đủ thời gian. Con người luôn kêu ca rằng họ quá bận rộn và không có đủ thời gian. Nhưng tại sao họ lại quá bận rộn? Đó chỉ là ảo tưởng khiến họ bận rộn. Những người hành thiền luôn có thời gian. Khi thiền định, bạn là người có nhiều thời gian hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ tự tạo ra những phiền phức lớn cho bản thân chỉ vì lao vào vòng xoáy lo toan cho cuộc sống của mình. Bạn luôn vội vã. Nhưng tại sao? Chỉ để kiếm sống. Đàn gà cũng díu dít khi mổ thức ăn. Nhưng để làm gì? Chỉ để con người ăn thịt. Có bao nhiêu ảo tưởng mà con người tự tạo ra trong suốt cuộc đời. Số đó không thể đếm được. Ngày này qua ngày khác. Lúc nào trong tâm trí con người cũng có những suy nghĩ, tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia đó là những thứ mang cái danh bận rộn nhưng thực chất lại là dục vọng, là thứ rút kiệt thời gian và năng lượng của chúng ta. Thực tế, con người mệt mỏi, héo mòn, bệnh tật chỉ vì luôn chạy theo những nguyễn tưởng của chính mình. 11. Gửi tới những người đang phấn đấu để có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Hãy tịnh tâm và mọi thứ sẽ ổn. Chúng ta chỉ đơn giản là cần nghỉ ngơi một chút sau những ngày miệt mài theo đuổi đam mê và những nhu cầu của mình loài nào đứng trên mặt đất mà không đi tới cũng chẳng đi lui ki u hồ trả lời là con cừu đá khi đấu với con hổ đá sớm hay muộn chúng cũng thấm mệt khi liên tục thách thức ánh mắt của nhau con cừu đá sẽ không chùn bước còn con hổ đá sẽ không nhảy chồm lên để vồ con mồi dù nó đang đói đó chính là điểm mấu chốt hãy đối mặt với sự việc và vượt ra khỏi lối tư duy thông thường chúng ta sẽ được điều gì khi thấu hiểu được bản chất của sự vật hãy vượt trên cả suy nghĩ chính là không cho những suy nghĩ ấy được phép suy nghĩ trong đầu bạn. Và dù bạn có đồng ý hay không thì có một điều không hề thay đổi, bản chất của mọi việc đều là đơn giản. 12. Gửi những người đang tự hỏi việc hành thiền của mình có mang lại lợi ích gì không. Thiền định có ích lợi gì? Bạn nói rằng bạn muốn hành thiền để trở thành người tốt hơn. Thiền định không phải là học cách để trở thành một con người. Thiền định là học cách để bước ra khỏi thế giới con người, thoát khỏi con người bạn nói rằng khi hành thiền có nhiều suy nghĩ huyễn hoặc hiện hữu, thực tế là chỉ khi bạn hành thiền mới ý thức được những huyễn hoặc đó. Khi bạn quay cuồng với những huyễn hoặc của chính mình, bạn không thể nhận ra chúng. Khi thiền định, một con muỗi chích, bạn cũng biết được ngay lập tức. Còn khi bạn đang hòa vào với những ảo tưởng ấy thì dù có bị con vắt cắn, bạn cũng không ý thức được. Đừng than phiền hay lo lắng về điều này điều khác đừng nhìn đau đớn vào khoảng không trước mặt bạn. Cứ ngồi xuống và nhắm mắt lại thôi. Nếu bạn thấy video này có tính ứng dụng thực tế hãy bình luận số 9. Không thực tế bình luận số 0. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Cảm ơn thời gian quý báu của bạn. 2. Lựa chọn hạnh phúc tuổi 21, 10 điều không được bỏ lỡ. Nếu được trở lại tuổi 21, sống những ngày thanh xuân sôi động và rực rỡ sắc màu ấy. Bạn sẽ làm gì? Khi chỉ có trong tay một đô la, hạnh phúc của bạn liệu có đong đầy như khi bạn sở hữu một nghìn đô la? Được xuất bản từ năm 1920, cho tới nay cuốn The Business of Living, Tạm dịch, Nhiệm vụ sống của Franklin vẫn được xem như một cuốn sách quý giá bởi nó là tập hợp những chiêm nghiệm sâu sắc của ông về cuộc đời và con người. Hãy cùng theo dõi một trích đoạn từ cuốn sách để tìm cho mình một khoảng lặng, để suy ngẫm về những điều đã qua để thay đổi những điều mình cần thay đổi và để trả lời cho mình câu hỏi khi những ngày tháng ta đang sống qua đi liệu ta có hối tiếc về điều gì khi muốn khám phá một vùng đất mới chúng ta thường lắng nghe lời khuyên từ những người đã từng đặt chân tới nơi đó dùng những kinh nghiệm quý báu của họ để tránh cho mình những va vấp và tận hưởng trọn vẹn chuyến hành trình tôi nghĩ rằng tôi đã đặt chân lên ngọn đồi của cuộc sống đã từng lên tới đỉnh đồi đã từng xuống dốc và có lẽ bây giờ là lúc tôi chia sẻ với các bạn về hành trình của mình. Tôi đã sống một cuộc đời bình thường. Tôi đã trải qua những ngày tháng êm ả à có, điên rồ có, sợ hãi có và cháy hết mình cũng có, như những độc giả 21 tuổi của tôi lúc này đây. Tôi đã từng thất bại cay đắng, thậm chí là thường xuyên thất bại và cay đắng. Tôi đã yêu và hận, thất bại và chiến thắng, làm được một số việc tốt và cả những việc xấu. Tôi đã có cả thành công và tôi cũng từng mắc sai lầm. Nói cách khác, tôi đã sống một cuộc sống đầy đủ, năng động và đúng nghĩa là cuộc sống của một con người. Tôi đã bước vào những ngày tháng của tuổi 50. Khi già đi, chúng ta sẽ tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Tôi muốn chia chúng thành hai loại, một là rất nhiều nghi ngờ, câu hỏi và những bí ẩn, hai là những kết luận tích cực. Dường như những phát biểu tiêu cực và phê phán có một vẻ ngoài quyến rũ kỳ lạ có vẻ có chiều sâu và nhiều hương vị của sự khôn ngoan hơn những tuyên bố rõ ràng và xúc tích. Nhưng tôi sẽ cố gắng chống lại sự cám dỗ này, để chia sẻ một cách chân thành nhất về những niềm tin tích cực mà tôi đã đạt được. Một, Nếu tôi 21 tuổi, tôi sẽ làm điều tiếp theo. Nhiệm vụ đầu tiên của một người trong thế giới này chính là tự đứng trên đôi chân của mình, tự bước đi bằng đôi chân của mình. Tôi sẽ làm việc ở một nơi mà những người đồng nghiệp ở đó chào đón tôi tôi sẽ không chờ đợi một công việc lý tưởng bởi tôi nhận ra rằng chúng ta không bao giờ thấy công việc mình đang làm là lý tưởng cho dù nó tốt đến đâu chúng ta chỉ nhìn vào công việc của người khác và nghĩ rằng đó mới là lý tưởng việc nhận biết được công việc nào là tốt nhất đối với mình đóng vai trò khá quan trọng nhưng tìm được một công việc để làm còn quan trọng hơn nếu tôi là một họa sĩ trẻ tôi sẽ dùng tất cả cơ hội mình có để vẽ dù đó là vẽ quảng cáo xà phòng cho đến khi tôi có thể tự cho phép mình vẽ bức tranh những cô gái xinh đẹp hay những bức phong cảnh vốn thuộc về đam mê. Nếu tôi là một nhạc sĩ trẻ, tôi thích chơi trong một ban nhạc đường phố hơn là chỉ ở nhà và chán nản. Nếu tôi là một nhà văn trẻ, tôi sẽ chấp nhận viết thuê nếu cần thiết, cho tới khi tôi có thể viết nên cuốn tiểu thuyết mang tên người Mỹ vĩ đại. Tôi sẽ làm việc. Tôi nhận ra làm việc là một điều tốt đẹp biết bao trên thế giới này. Hai, nếu tôi 21 tuổi, tôi sẽ thay đổi bản thân. Tôi biết nhiều người đau khổ bởi họ không biết cách thay đổi bản thân trong khi lại cố tìm cách thay đổi người khác. Và những người hạnh phúc nhất mà tôi gặp chính là những người có thể thích nghi với bất cứ điều gì xảy ra. Cuộc sống của mỗi người chúng ta đều nằm trong sự an bài của thượng đế. Định mệnh đã mang đến cho tôi những mối quan hệ để từ những điều không biết sẽ thành những điều tôi phải biết. Nếu tôi không thể hòa hợp với họ, không thể hạnh phúc khi ở bên họ và không trân trọng họ, tôi cũng sẽ không thể hài lòng với bất cứ sự lựa chọn nào khác của chính mình. Mỗi một người trong chúng ta nếu cứ mãi tìm kiếm hình mẫu lý tưởng cho những người xung quanh mình thì sẽ chỉ rơi vào bế tắc mà thôi. Kỳ thực, đó cũng là khi chúng ta ích kỷ muốn người khác thay đổi để phù hợp với mình. Một nửa vấn đề của tôi là do chính bản thân tôi, nửa còn lại là hoàn cảnh và nhiệm vụ của tôi chính là kết hợp hai yếu tố một cách tốt nhất để tìm ra kết quả hay biện pháp nào đó cuộc sống không giống như một vấn đề trong số học có thể được giải quyết bằng các quy tắc nó giống với một trò chơi xếp hình hơn hoặc xếp các vòng dây bạn chỉ cần cố gắng theo cách này hay cách khác cho đến khi nào thành công trong ván bài cuộc sống chúng ta phải dùng những quân bài được chia cho mình để chơi hết ván bài đó và người chơi giỏi không phải là người luôn chiến thắng mà chính là người có thể chơi ván bài một cách tốt nhất dù quân bài tốt hay xấu. Thuận hay nghịch. Ba. Nếu tôi 21 tuổi, tôi sẽ chăm sóc cơ thể của mình. Tôi nhận ra rằng sự thoải mái và hiệu quả của một ngày phụ thuộc rất nhiều vào sức khỏe của bản thân. Nếu tôi 21 tuổi, tôi sẽ chú ý chăm sóc cơ thể, cẩn thận như cách tôi chăm chút chiếc ô tô của mình để các cơ quan trong cơ thể có thể thực hiện các chức năng trơn tru và ít gặp rắc rối nhất tôi sẽ khám sức khỏe định kỳ hàng năm lo lắng quá nhiều về sức khỏe của mình không hẳn là điều tốt nhưng tôi tin rằng nên phát hiện vấn đề kịp thời đặc biệt những điểm yếu của cơ thể thay vì xem qua rồi nhanh chóng lãng quên chúng thêm vào đó tôi sẽ uống nhiều nước và tập thể dục hàng ngày để giúp cơ thể đào thải cặn bã hầu hết các bệnh tật của tôi là do ảnh hưởng của độc tố và điều đó sẽ không xảy ra nếu tôi coi trọng vấn đề bài tiết thải độc nếu tôi 21 tuổi, tôi sẽ không dùng bất kỳ chất kích thích nào, bởi tất cả các loại chất kích thích sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của các cơ quan nội tiết. Do đó, tôi sẽ không chạm vào thức uống có cồn dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu một người không bao giờ uống rượu, anh ấy sẽ luôn ở trong trạng thái tỉnh táo, dễ chịu và cơ thể luôn mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng. Tôi không uống trà hay cà phê, vì đây cũng là chất kích thích, không phải thức ăn. Tôi cũng không sử dụng thuốc lá. Cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp chúng ta tận hưởng thêm nhiều niềm vui của cuộc sống hơn bất cứ loại thuốc bổ nào mà con người đã tạo ra. 4. Nếu tôi 21 tuổi, tôi sẽ rèn luyện tâm trí của mình. Tôi nhận ra rằng thành công cuối cùng của tôi phụ thuộc phần lớn vào chất lượng của suy nghĩ và sức mạnh của bộ não. Do đó, tôi sẽ rèn luyện nó để nó được vận hành một cách tốt nhất. Hầu hết những thất bại tôi đã gặp đặc biệt trong sự nghiệp đều là do tinh thần của tôi quá lười biếng đã từng là một nhà giảng thuyết trong nhiều năm tôi phát hiện ra rằng tai họa lớn nhất là sự lười biếng với nghề luật sư và bác sĩ cũng như vậy chắc chắn cũng không khác đối với công việc của các diễn viên và nhà văn vì vậy tôi sẽ không để ngày nào trôi qua mà không có thời gian rèn luyện sự chăm chỉ của mình để tâm trí tôi luôn luôn như một chiếc xuồng thép hoặc giống như một động cơ cha đủ dầu mỡ luôn luôn sẵn sàng, dẻo dai và mạnh mẽ. Ngoài ra, tôi thấy rằng sự lặp đi lặp lại tốt hơn là nỗ lực, có thể làm chủ, hoàn thiện, giải quyết những việc khó khăn một cách dễ dàng và chính xác phụ thuộc vào việc bạn có làm đi làm lại hay không. Nó còn hơn cả việc đặt bao nhiêu nỗ lực vào đó. Điều đó được gọi là thói quen và sự bền bỉ. Năm, nếu tôi 21 tuổi, tôi sẽ hạnh phúc. Điều tôi muốn nói chính là bất cứ ai cũng có thể hạnh phúc nếu anh ta muốn. Hạnh phúc không phụ thuộc vào hoàn cảnh mà do bản thân chúng ta. Đây có lẽ là sự thật vĩ đại nhất trên thế giới, đồng thời cũng là điều khó tin nhất trên thế giới này. Hạnh phúc, như lời của Kalin nói, là giá trị của một công thức giống nhau, đo lường bằng cách lấy tử số chia cho mẫu số. Tử số là những gì chúng ta có, chính là cuộc sống còn mẫu số là những gì chúng ta nghĩ chúng ta phải có vì thế có thể chia con người thành hai loại những kẻ ngốc và những người khôn ngoan những kẻ ngốc luôn nghĩ hạnh phúc của mình đến từ việc gấp bội tử số trong khi người khôn ngoan chú trọng vào việc chia nhỏ mẫu số cả hai giống nhau ở một điều chỉ có một thứ bạn cố gắng thay đổi và cái còn lại thì không thể thay đổi nếu bạn chỉ có một nghìn đô la và bạn nghĩ rằng bạn phải có hai nghìn đô la câu trả lời là một nghìn chia cho hai nghìn được kết quả là một nửa. Để tăng hạnh phúc lên bạn cố gắng kiếm thêm một nghìn khác nữa. Lúc này phân số trở thành hai nghìn đô chia cho hai nghìn đô. Tức là một. Bạn đã tăng gấp đôi hạnh phúc của mình. Nhưng rắc rối nằm ở chỗ con người khi tăng được những điều họ có tức là tử số. Thì họ cũng đồng thời ham muốn nhiều hơn. Nghĩa là mẫu số cũng tăng lên. Và cuối cùng bạn chẳng hạnh phúc hơn mặc dù bạn kiếm được nhiều hơn. Ví dụ như ngay khi bạn kiếm được 2.000 đô thì mong muốn cũng tăng tới 2.500 đô và hạnh phúc không phải bằng một như chúng ta đã quy ra ở trên. Vậy tăng hạnh phúc sẽ dễ dàng hơn nhiều bằng cách giảm bớt suy nghĩ của bạn về những gì bạn phải có, tức là giảm mẫu số, giảm những điều bạn phải có xuống một một nghìn. Điều này rất dễ dàng khi bạn biết nghệ thuật tự chủ và bạn có một nghìn chia cho một nghìn. Đó là một hạnh phúc của bạn từ một nửa tăng lên một theo một cách dễ làm và dễ nhận ra hơn là nỗ lực để kiếm thêm một nghìn. Đây là điều bí mật giá trị nhất của cuộc sống. Bởi không có gì giá trị đối với tuổi trẻ hơn là thức tỉnh một sự thật rằng anh ta có thể điều chỉnh mong muốn của bản thân để tăng hạnh phúc cho mình. Vì vậy, nếu tôi 21, tôi sẽ lựa chọn hạnh phúc. Bạn nhận về mọi thứ đang đến với bạn từ thế giới này. Trong mọi tình huống, và hạnh phúc hay đau khổ phụ thuộc vào cách bạn nhận nó. Vậy tại sao không lựa chọn cách đón nhận để bạn hạnh phúc? 6. Nếu tôi 21 tuổi, tôi sẽ kết hôn. Tôi sẽ không đợi cho đến khi đủ tài chính mới lấy vợ. Tôi sẽ kết hôn ngay cả khi đang nghèo khó và kết hôn với một cô gái không giàu có như tôi. Tôi đã gặp nhiều kiểu phụ nữ khác nhau và phần lớn những người thành công nhất là những người kết hôn khi họ trong tình trạng không khá giả về tài chính. Bất kỳ một người trẻ 21 tuổi nào đều có cơ hội hạnh phúc, trưởng thành về đạo đức và thành công hơn nếu người đó kết hôn, khác hẳn với người chưa kết hôn. Tôi đã kết hôn khi còn trẻ và lúc đó tôi rất nghèo. Tôi đã từng ở những nơi khó khăn, chứng kiến sự nghèo đói và những thử thách, và tôi đã từng thành công nhiều hơn tưởng tượng nhưng không phải tất cả đều đến cùng một lúc. Tại một thời điểm, hoặc thất bại hoặc thành công. Dù vậy, tôi thấy rằng trải qua thăng trầm tốt hơn so với việc ở mãi trong một trạng thái. Người vợ thân yêu của tôi đã giúp cho mỗi niềm vui của tôi được nhân đôi và mỗi thất bại của tôi giảm đi một nửa. Ngày nay nhiều người trẻ tuổi mắc sai lầm và kết hôn với người không phù hợp với họ. Nhưng tôi nhận thấy rằng không cái dại nào giống cái dại nào. Càng kết hôn muộn thì càng dễ mắc sai lầm. Những cặp vợ chồng thành công nhất trong hôn nhân là những người kết hôn khi còn trẻ và cùng nhau trưởng thành. Không chỉ là một cuộc hôn nhân hạnh phúc, tôi muốn nói đó là cuộc hôn nhân thành công. 7. Nếu tôi 21 tuổi, tôi sẽ tiết kiệm tiền. Trong thế giới này, tiền là một phương tiện giúp giải quyết những nhu cầu tối thiểu của cuộc sống và tôi cũng có tiền dành dụng của riêng mình. Không ai không thể tiết kiệm được một chút tiền. Mỗi người đều có thể sống bằng 9 phần 10 những gì anh ta có và tiết kiệm một phần 10 còn lại. Và người nào thường xuyên không tiết kiệm tiền là người không khôn ngoan dù kiếm được 1.000 đô la một ngày hay chỉ một đô la một ngày cũng đều cần tiết kiệm. 8. Nếu tôi 21 tuổi, tôi sẽ học nghệ thuật hài lòng. Phần lớn sự hài lòng trong cuộc sống đến từ việc những người xung quanh bạn khiến bạn hài lòng hoặc thoải mái. Do đó, thay vì muốn người khác thay đổi làm hài lòng bản thân mình, tôi sẽ hình thành thói quen và rèn luyện phong cách để làm hài lòng mọi người. Ví dụ, tôi sẽ chú ý tới vẻ bề ngoài của mình để trông thật sạch sẽ chỉnh chu và lịch sự trong mắt mọi người tôi sẽ đúng giờ bởi vì để người khác phải chờ đợi mình chính là hành động vô lễ và ích kỳ nếu giọng nói của tôi khiến người khác không được thoải mái hoặc khiến ai đó giật mình tôi sẽ luyện tập cho đến khi âm điệu trở nên dễ nghe tôi sẽ nói chậm tôi sẽ không lầm bầm mà sẽ học cách nói chuyện sao cho rõ ràng dành mạch và lưu lại sự ấm áp trong lòng người tôi sẽ học nghệ thuật giao tiếp. Tôi sẽ trang bị cho bản thân mình khả năng giao tiếp với cả những người cáu bẳn nhất, nhàm chán nhất. Bí mật của việc trở thành nhà ngoại giao tốt chính là quan tâm tới người khác một cách chân thành, không ích kỷ. Hãy thực hành nhiều hơn để có thể làm được điều này. Hơn thế nữa, giao tiếp tốt nằm ở việc khích lệ người khác nói chứ không phải chỉ mình bạn thao thao nói. Tôi sẽ không tranh cãi. Tôi chưa bao giờ thấy một người nào trong cuộc đời tôi từng bị thuyết phục bởi lập luận thảo luận thì được nhưng không tranh cãi sự khác biệt chính là trong cuộc thảo luận bạn đang tìm kiếm sự thật còn trong lập luận bạn muốn chứng minh rằng bạn là đúng do đó trong thảo luận bạn thành tâm muốn biết quan điểm của người khác và bạn lắng nghe họ nói ngược lại trong tranh cãi bạn không quan tâm đến ý kiến của ai cả bạn muốn mọi người nghe bạn vì vậy khi nói chuyện bạn chỉ đơn giản nghĩ đến những gì bạn sẽ nói ngay khi bạn có cơ hội. Nói khái quát hơn chính là tôi sẽ học cách nghĩ tới người khác. Đặt mình là họ chứ không yêu cầu họ phải là mình. 9. Nếu tôi 21 tuổi, tôi sẽ xác định, ngay cả khi không thể trở thành một ai cả, tôi vẫn sẽ luôn là một con người dũng khí. Dũng khí dường như là một từ rất khó định nghĩa, thậm chí hoàn toàn không định nghĩa được. Nhưng tất cả chúng ta đều biết dũng khí nghĩa là gì dũng khí là phẩm chất của một con người dù thua nhưng không cay cú có thể thất bại mà không than vãn thay vào đó họ sẽ mỉm cười và làm lại một lần nữa ở những con người dũng khí hào hứng và can đảm của họ không phụ thuộc vào thành công hay thất bại họ luôn dũng cảm và ngọt ngào ngay cả trong thất bại hầu hết mọi người đều là người bỏ cuộc họ đạt đến giới hạn của họ họ tưởng rằng đấy là sự cố gắng hết mức có thể nhưng người vượt trội lên điều này mới là một người dũng khí. Bạn không thể dồn anh ta vào chân tường, bởi anh ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Trong từ điển của anh ấy không có chữ thất bại, bởi thực chất thất bại là điều chúng ta tự tạo ra cho mình. Và anh ấy không bao giờ than vãn. 10. Nếu tôi 21 tuổi, tôi sẽ tu dưỡng tâm tính của mình. Thượng đế nghĩa vụ cái chết và trách nhiệm đạo đức là những sự thật to lớn mà không có sinh mệnh nào có thể nằm ngoài chúng. Đó cũng mãi mãi là những điều bí ẩn trên đường đời của mỗi người. Anh ta phải tự mình đưa ra câu trả lời cho những bí ẩn này ở một mức độ nào đó. Có thể độc giả muốn biết tôi đã trả lời như thế nào. Rất đơn giản thôi. Tôi tôn trọng tất cả các tôn giáo và tín ngưỡng của nhân loại. Và điểm chung của họ chính là dạy bạn cần trung thực, thuần khiết, không ích kỷ kính trọng, dũng cảm, trung thành. Những điều được dân dạy này có thể coi là mẫu số chung vĩ đại của tất cả các tôn giáo. Mẫu số chung ấy là tôn giáo của tôi. Đó là những gì qua 50 năm suy nghĩ và trải nghiệm khiến tôi nhận ra. Giờ đây tôi mới hiểu lời của ngài Emerson khi ông viết rằng tất cả những người đàn ông tốt chính là một tôn giáo. Có thể diễn đạt theo một cách giản đơn. Dễ hiểu hơn điều này nghĩa là gì? Chỉ có duy nhất một điều cần thiết chứ không phải cẩn thận và lo lắng về quá nhiều thứ điều cần thiết đó chính là hãy làm đúng nếu bạn đã làm sai cách tốt nhất và duy nhất để sửa chữa là hãy ngừng làm sai để bắt đầu làm đúng nếu bạn chọn cách vẫn giữ lấy điều sai đó lấy cái sai làm chỗ neo đậu trong những cơn bão tố làm ngôi sao chỉ đường trong những đêm tối mù mịt bạn sẽ luôn sống với kẻ thù lớn nhất của đời mình là nỗi sợ hãi có một bài thơ của william ernest henley mà đối với tôi đây là lời tuyên bố tinh thần vĩ đại nhất dưới bất kỳ ngôn ngữ nào khi bóng tối bao trùm lên tôi màu đen sâu hun hút từ cực này sang cực khác tôi thầm cảm ơn dù chúa trời có thể là ai cho tâm hồn không bị khuất phục của tôi ở trong sự gian khó tôi đã không cau mày hay khóc thành tiếng khi phải giành giật cơ hội tôi thả đổ máu chứ không khuất phục bất kể cánh cửa chật hẹp thế nào những hình phạt ra sao? Tôi là chủ nhân của định mệnh tôi. Tôi là thuyền trưởng con thuyền tâm hồn tôi. Tôi muốn nhắc lại rằng không phải tôi đưa ra những lời khuyên để các bạn trẻ 21 tuổi làm theo tôi. Tôi đã không làm tất cả những điều này, thậm chí đã làm rất khác chúng. Tôi ước gì mình đã làm theo đúng như vậy. Tôi muốn nói rằng nếu tôi 21 tuổi, tôi sẽ làm như tất cả những điều tôi đã chỉ ra. Hoặc có lẽ tôi sẽ không. Tôi có thể tự làm chảy sức chân đốt ngón tay, thực hiện các thí nghiệm ngớ ngẩn chỉ để chứng minh rằng tôi là một ngoại lệ cho tất cả các quy tắc và biết một chút nhiều hơn tất cả những cha ông thời xưa. Vậy đừng để những người trẻ tuổi nản lòng nếu người đó chót phạm những điều điên rồ, vì rất có thể từ sai lầm, từ những điều tưởng chừng như làm trò cười cho thiên hạ ấy sẽ xuất hiện sự khôn ngoan đặc biệt và tất cả những điều đó hữu ích cho cuộc sống của một con người hơn bất kỳ sự khôn ngoan nào mà họ có thể nhận được từ những nhà hiền triết hay sách vở. Trong những điều đã viết tôi không cố gắng để chỉ ra nghệ thuật thăng tiến hay đạt được những vị trí giàu có, điều mà dường như vốn định nghĩa nên thành công. Tuy nhiên điều mà tôi nói chính là về thành công, bởi thành công có hai loại, bên ngoài và bên trong, hay chính là thấy rõ ra bên ngoài và thực thụ từ bên trong thành công bên ngoài có thể phụ thuộc vào những gì bạn có nhưng nó phụ thuộc nhiều hơn vào sự may mắn đó là một trò chơi cờ bạc nên thật khó để đánh giá giá trị của người thành công theo cách này thành công bên trong và thực sự trái lại không phải là một chuyện tình cờ mà chắc chắn như bất kỳ luật tự nhiên nào bất kỳ người nào tuân theo quy luật của cuộc sống như cách các doanh nhân thành đạt tuân theo cẩn thận những quy luật trong kinh doanh sẽ đạt đến sự tự tin và thành công bên trong đó là vương miện hạnh phúc nhất của cuộc đời, chắc chắn như là các ngôi sao đang di chuyển trên bầu trời của họ. Vì thế, nếu tôi 21 tuổi, tôi sẽ học về nghệ thuật sống, biết số học và địa lý, kế toán và tất cả các vấn đề thực tế là tốt, nhưng sẽ còn tốt hơn khi biết sống thế nào, biết làm thế nào để sử dụng những ngày bạn có cho đến ngày cuối cùng bạn cảm thấy tọa nguyện, làm thế nào để sống cuộc đời của bạn để bạn cảm thấy nó thực sự giá trị như một câu danh ngôn đã từng chỉ ra học làm người trước, học việc sau. 3. Danh lợi kiếp người qua như mây khói, vì cớ gì ta cứ mãi khổ tâm? Trong cõi hồng trần này, hết thảy phồn hoa, phú quý suy cho cùng cũng chỉ là vật ngoài thân. Hết thảy những tranh chấp danh lợi vừa đả thương người, cũng là đả thương chính mình. Một chú cá nhỏ hỏi một con cá lớn rằng, Tôi thường hay nghe mọi người kể những câu chuyện về biển cả. Biển cả rốt cuộc là gì vậy? Cá lớn nói, cậu chính là đang sống trong biển cả. Vậy nên cũng thuộc về biển cả. Thế mà cậu lại không tự biết, còn định đi đâu tìm kiếm biển cả đây? Bản thân mỗi người chính là đang sống trong vui vẻ mà hưởng phúc của mình, thế mà cứ mãi không bằng lòng, cứ mãi còn muốn truy cầu đủ mọi thứ. Chẳng mấy ai hiểu rằng khi trong tâm không còn còn phiền não, hạnh phúc tự nhiên sẽ tìm được thôi hãy thử nghĩ xem chúng ta có phải cũng giống như chú cá nhỏ đó không có phải là thân đang sống trong biển cả thuộc về biển cả mà cứ thắc mắc biển cả rốt cuộc là gì bản thân mỗi người chúng ta chính là đang ở trong hạnh phúc vui vẻ lại còn muốn đi khắp nơi để kiếm tìm hạnh phúc đó chẳng phải là chuyện đáng cười sao một người có được thành tựu địa vị sẽ luôn cho rằng đây chính là những thứ anh ta có được mãi mãi thật ra chỉ là bản thân đang ở tạm được giàu sang, làm khách trong chốn danh lợi mà không tự biết. Nếu muốn thấy được mình rốt cuộc đã thừa cái gì, thiếu điều chi, đời người huy hoàng thế nào thì đều không thể chỉ định vị bằng cái được và mất ở trước mắt ta. Nhiều người cho rằng sở hữu những thứ tồn tại vật chất quanh mình, làm đẹp cho thân thể mình mới là thực sự tìm được chính mình. Nhiều người vẫn thường ngộ nhận như thế. Kỳ thực chúng hoàn toàn chỉ là thứ vỏ bề ngoài thân thể của ta chỉ là một gian nhà. Còn bản thân trí huệ của chúng ta, cá tính, bản ngã của chúng ta mới chính là chủ nhân đích thực. Ta thường bỏ công phu vào việc giữ gìn, sửa chữa bộ mặt của ngôi nhà ấy mà quên đi những điều chân thực nhất. Bạn muốn thay đổi kiểu tóc hợp mốt, đeo lên trang sức vàng bạc đắt tiền, bận vào người những trang phục thời thượng nhưng đã bao giờ tự hỏi rằng mình có tin tưởng con tim hay không? Có bao giờ nuôi dưỡng hạt mầm thiện lương? phúc báo hay không? Phật ra giảng rằng chịu khổ chính là một cách để kết thúc cái bể khổ vô biên kia. Đời này chịu khổ thì đời sau nhận phúc báo. Kiếp này hưởng lạc thì kiếp sau có thể lại phải chịu khổ hơn. Đạo lý là như vậy. Con người rất hay dễ bị những thứ lợi ích. Thành tựu trước mắt che mở lý tính và nhận thức. Càng chìm đắm và trốn lợi danh. Vào ái tình. Tiền bạc thì trí huệ của người ta càng mở dần. Không thể hiển lộ họ sẽ càng mê mờ không còn nhận ra ý nghĩa đích thực của sinh mệnh mình nữa trước cửa nhiều ngôi chùa đều có câu tiếng chuông sáng chiều đánh thức người đắm chìm trong danh lợi thế gian nếu muốn có được sự thuần tịnh tỉnh táo trong tâm muốn biết ta rốt cuộc là ai sống vì mục đích gì thì chớ nhìn vào những được mất trước mắt vậy lợi ích vật chất luôn là thứ khiến người ta hao tâm tổn trí tranh tranh đoạt đoạt có kẻ vì lợi mà làm không biết bao chuyện xấu trái luân thường nghịch đạo lý tuy nhiên trong cõi hồng chân này hết thầy phồn hoa phú quý suy cho cùng cũng chỉ là vật ngoài thân hết thầy những tranh chấp danh lợi vừa đả thương người cũng đả thương chính mình người với người lui tới gặp nhau phần lớn cũng là khách qua đường xa hoa hưởng lạc bất quá cũng chỉ là ở trong quán trọ trần gian một kiếp này thôi nếu có thể xem nhẹ danh lợi tiền tài bạn sẽ tự khắc có được bình yên, thanh thản, tự khắc tìm thấy miền cực lạc ngay trong chính tâm hồn mình. Nếu có thể nhìn thấu hết thảy danh lợi trong đời chỉ như mây khói, liệu còn điều gì có thể khiến bạn phải đau buồn, khổ não nữa đây? Hãy giữ tâm tình của mình như một dòng suối nhỏ trong vắt chảy trong khe núi. Trong suốt, trong suốt mà tràn đầy sức sống. Hãy là một bông hoa giá quỳ nở ngát trong núi sâu không cầu được người đời biết đến vẫn cứ lộng lấy giữa thế gian. Bình thản đón nhận mùa đông khắc nghiệt. Nếu bạn thấy video này có tính ứng dụng thực thế hãy bình luận số 9. Không thực tế bình luận số 0. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Cảm ơn thời gian quý báu của bạn.